chắc cũng có theo dõi tin tức ở trên báo chí cũng như là trên mạng internet rồi. Tôi chỉ nói một vài kinh cần ký riêng của mình thôi. Thứ nhất là Đức Hồng Y ở Sài Gòn ra đó chủ sự thánh lễ, nhưng không chỉ với tư cách là Hồng Y của Sài Gòn mà với tư cách là đại sứ của Đức Thánh Cha. Thank you.
Thank you.
câu chuyện này không chừng là người Sài Gòn bây giờ bảo chắc cái này ở Thanh Đoan cũng tưởng tượng là tôi chẳng học chỉ có chuyện đám cưới và thiếu rượu. Thế nên chị nghĩ là chuyện tưởng tượng là chuyện có thật. Chuyện có thật đấy. Bởi vì ta phải nghĩ đến khung cảnh của những lần quê ngày xưa hay ở Việt Nam mình. Đám cưới không chỉ là niềm vui của gia đình cô dâu chú rể, mà là cả làng. Cả làng. Cả làng đám cưới. Và ngày xưa người ta chưa có nhiều mục giải trí như bây giờ. Không có tivi để mà giải trí. Cho nên những cái chuyện mà tiệc tùng thế này nè là một cơ hội để nó thay đổi bầu khí quen thuộc của đời sống. Cho nên ăn cưới không chỉ có một hôm đâu nhá, có khi làm luôn cả tuần cho nó đã. Mà không chỉ làng mà thôi, mà lúc đó có khách nào mà đi qua đó là kéo vô làm luôn. Cho nên chuyện thiếu rượu là hoàn toàn có thể thôi.